Ở video trước mình đã có đề cập với các bạn rằng là bộ nguồn và cái trục base của PGXCA mình đã chuyển hết qua một cái base của bên thứ ba. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là chúng ta sẽ bỏ cái base nguyên gốc qua một bên. Lật ngửa bộ base này thì các bạn sẽ thấy toàn bộ những cái phụ kiện của các bạn sẽ được trữ ở mặt sau của bộ base này. Đầu tiên các bạn có part XC11. Part này để thay thế cho vị trí của cục GN Drive khi mà các bạn muốn gắn cục GN Drive riêng lên cái bộ base. Lưu ý rằng khi mà gắn part này lên người của XCA thì dù cho các bạn có gắn nó với bộ nguồn đi chăng nữa, nó vẫn không rõ đèn được. Tại vì cái bộ trở của nó nằm chính ở cục GN Drive, chứ part này thì nó lại không có trở. Tiếp theo là đến với các bộ bàn tay. Thì dù là các bạn có một bộ tay động có thể cử động được từ cổ tay cho đến tất cả các đốt ngón tay, và nó có thể tạo được hình thù của tất cả bộ tay tĩnh này, nhưng mà khi cầm vũ khí thì mình vẫn khuyến khích các bạn nên sử dụng bộ tay tĩnh. Tại vì bộ tay động nó là những cái khớp rất là li ti, cho nên là việc cầm với lại cái bộ tay động này nó thực sự không có tốt cho nhựa cho lắm, và nó sẽ giảm tuổi thọ của nhựa về thời gian dài, cho nên là mình vẫn khuyên các bạn hãy sử dụng bộ tay tĩnh hơn. Về sự lựa chọn các bộ bàn tay tĩnh, các bạn sẽ có một cặp bàn tay nắm chặt, một cặp bàn tay mở hờ có ngón cái có thể di chuyển, một bàn tay cầm nắm có thể cầm được hầu hết các loại vũ khí và ngón cái cũng có thể di chuyển, và một cặp bàn tay với một góc nghiêng về phía trước có thể sử dụng để cầm bộ đôi GM Blade hoặc là những cái beam saber. Khi nói đến vũ khí thì theo như truyền thống chúng ta sẽ tìm thấy 7 thanh kiếm trên người của XCA, trong đó bao gồm 4 cây beam saber, 2 cây ở sau giáp vai và 2 cây ở sau giáp mông. Beam effect đi kèm các bạn sẽ có 2 dài và 2 ngắn. Và một điều đáng buồn rằng mặc dù toàn bộ vũ khí được trữ ở mặt sau của bộ base, nhưng mà riêng hai cây beam effect này thì nó lại không được trữ ở chỗ nào cả. Cho nên là nếu như mà bạn nào không có dự định xài thì mình khuyên các bạn cũng đừng nên cắt nó ra khỏi runner làm gì. Thả cho nó trôi nổi rồi cũng dễ làm mất nó thêm. Cách để buộc vũ khí dính với lại bàn tay thì nó sử dụng hệ thống chốt đôi, có nghĩa là cả vũ khí và cả bàn tay đều có chốt, cho nên là nó sẽ hỗ trợ nhau qua lại. Cho nên việc cầm vũ khí tương đối là dễ dàng, các bạn không cần phải bận tâm quá về việc nó có cầm được hay không. Tiếp theo chúng ta đến với bộ đôi GN Long và Short Blade. Khi sử dụng bộ đôi này thì các bạn có thể kéo dài phần lưỡi kiếm lên và đẩy phần bảo vệ của kiếm xuống để cho nó dài hơn một tí. Còn khi muốn trữ nó lên người của XCA thì các bạn sẽ lật phần chốt ở chỗ này ra. Và khi lật chốt này ra thì phần tam giác này có thể di chuyển. Và như thế là các bạn có thể trữ nó lên người của XCA ở phần eo. Tiếp theo sẽ là món vũ khí đặc trưng khi nói đến XCA, đó chính là cây GN Sword. Một vũ khí kết hợp giữa súng, kiếm và khiêng. Và món vũ khí này sẽ được tách ra làm 3 phần khi mà trữ ở trong base: súng, kiếm, khiêng và phần chốt gắn với cánh tay. Phần khiêng có một chi tiết có thể đẩy lên, cái này cũng được tính như là một chi tiết open hatch. Phần súng với kiếm thì nó lại có một cái chi tiết khá là đặc biệt, đó chính là nòng súng có thể đẩy tới và đẩy lui, và nó hoạt động như một cái khóa để khóa lưỡi kiếm khi mà nó đang được giương lên. Đồng thời thì phần tay cầm như mọi khi vẫn có thể điều chỉnh được góc độ, cho nên là thay vì cầm kiếm theo kiểu thẳng thì các bạn vẫn có thể cầm kiếm theo kiểu vuông góc được. Đồng thời thì khi nói về màu sắc của ba cái lưỡi kiếm được cho trên người của con PGXCA này thì nó lại có một cái màu là màu bạc thay vì là màu chrome y như là con RGXCA. Mình vẫn không hiểu tại vì sao Bandai lại làm cái này trong khi con RG nó lại được mạ lớp chrome. Và cái phương thức ráp của cái con PG này nó cũng được gọi là undergauge rồi, cho nên là không có cái lý do gì mà Bandai lại không mạ chrome cả. Món vũ khí cuối cùng chúng ta có sẽ là tấm GN Shield, là tấm khiên của PGXCA. Tấm khiên này cũng có một vài chi tiết open hatch được tính ở đây. Khi mà nắm lấy hai mũi khiên và kéo ra thì các bạn sẽ đồng thời kéo luôn hai part màu xanh ở hai bên ra, và điều này sẽ làm lộ ra một vài chi tiết màu xanh lá cây ở bên trong. Và cái màu xanh lá cây này có được là nhờ part clear có dán đề canh bạc ở phía dưới. Chốt gắn khiên cũng được gắn ở mặt sau của base, và ngoài việc có thể điều chỉnh góc độ thì nó còn có thể đẩy lên cao và xuống thấp. Sau khi đã đề cập qua về bộ vũ khí thì mình có một vài điều muốn chia sẻ với các bạn, đặc biệt là những bạn đang có dự định mua PGXCA, Bandai hoặc là Daban. Đó chính là các bạn nên đầu tư thêm base của một bên thứ ba như là các anh đã cho mình mượn làm ở đây. Nó có hai mục đích chính, đó chính là phục vụ riêng về việc trưng bày. Ngoài việc các base bên thứ ba được trang bị thêm LED
thì việc trưng bày riêng những cái món vũ khí với cái base nguyên gốc này nó rất là thỏa mãn. Cái việc mà nhìn những cái món vũ khí được xếp gọn gàng và thẳng thớm vào trong cái bộ base này, nói thật là nó rất là đã con mắt người nhìn và nó cũng làm tăng giá trị khi mà trưng bày hơn. Thứ hai là để làm tăng độ an toàn cho con PGXCR của các bạn. Tại vì những cái món vũ khí này mình nói thật là nó được đặt không những là thẳng thớm mà nó còn rất là chắc chắn trong cái bộ base này. Và cái việc mà vừa phải bợ con XCA lên, vừa phải gỡ những cái món vũ khí ở dưới base này ra, nó không có an toàn một tí nào cả. Cho nên là thay vì phải chịu những cái rủi ro đó thì chúng ta nên đặt riêng cái bộ base này ra bên ngoài để vừa tiện trưng bày, vừa tiện lấy những cái món vũ khí này ra luôn. Nó rất là đáng cho cái đồng tiền mà các bạn bỏ ra. Khi nhắc đến biên độ cơ động thì từ xưa đến nay dòng Perfect Grey nó có hai thể loại. Một là khuyến khích cho các bạn bộc phá chơi đùa như là PG Astray, PG Strike. Hoặc hai là thể loại bàn thờ là những con mà quy mô to như là con PG Strike Freedom hoặc là con PG Unicorn. Thì con PG XCA này nó thuộc kiểu lưng lưng ở giữa vậy. Mặc dù là nó được đi LED trên toàn bộ cơ thể nhưng mà nhờ cái thiết kế thanh thoát mảnh mai của nó mà nó vẫn khuyến khích cho mình gọi là chơi đùa vọt phá với nó thoải mái nếu như các bạn muốn. Tại vì lý do của mình ở đây là mình đã sơn lại cái bộ frame của con PG XCA này rồi, cho nên là mình cũng muốn hạn chế động vào nó hết mức có thể. Thì mình sẽ show cho các bạn những cái bức hình mà gọi là mình pose khi mà mình chưa sơn con PG XCA này. Chỉ có hai chi tiết khá là đặc sắc khi nói đến biên độ cơ động của con XCA này mà mình muốn nêu ra. Đầu tiên là về phần bắp tay, thì thay vì xoay như là bình thường thì cái phần bắp tay này nó lại không xoay. Cái chốt xoay này nó lại được đặt ở phần giữa của cùi chỏ và bắp tay. Thì thiết kế như thế này nói chung là nó cũng không có ảnh hưởng nhiều cho lắm. Chỉ là bàn đai thiết kế như thế này để cho nó tiện đi LED hơn thôi. Và thứ hai là phần giáp đỏ của bộ ngực. Thì khi mà các bạn xoay ngực qua bên trái hoặc là qua bên phải thì nó sẽ di chuyển theo con gamefly của các bạn. Nói chung thì nó cũng khá là vui mắt, cho nên là mình chỉ thêm vào cho các bạn xem vậy thôi. Khi nói về nhược điểm thì qua cái video lần trước và video lần này thì mình cũng đã nêu sơ qua trong cái quá trình review rồi. Bây giờ thì mình sẽ nhắc lại những cái điểm đó dành cho bạn nào kiểu vừa xem vừa ngủ thôi. Thứ nhất đó chính là màu của bộ frame, nó khá là chán. Nói chung là nó là một cái màu nhựa đặc sệt vậy. Kiểu nếu như mà đã lên được một cái size gọi là PG rồi á thì Bandai cũng nên chăm sóc cho những cái chi tiết nhỏ nhoi như là cái màu nhựa của bộ frame. Ít nhất nó cũng nên đạt được cái màu sắc của con Unicorn HD Color vậy. Màu nhựa của nó ánh một cái màu gọi là một tí kim loại ở trong đấy. Thứ hai là về vấn đề decal, thì decal trên người của con PG XCA này hoàn toàn là sticker. XCA từ xưa đến nay nó có một cái trường hợp ngoại lệ. Những cái chi tiết mà gọi là viên ngọc màu xanh lục ở trên người của XCA thì bình thường là những cái chữ ở bên trong đó nó được tạo hình bằng sticker. Thì những cái phần đó mình không nói, Bandai có thể làm riêng ra một cái tờ sticker riêng cho nó, mình không có vấn đề gì nhiều. Nhưng mà những cái chi tiết còn lại thì nó nên là decal nước chứ không có cái lý do gì mà nó là sticker như những con gamefly bình thường cả. Mình nói thẳng ra là mình cảm thấy Bandai họ hơi keo kiệt đối với người dùng của họ. Và thứ ba thì cái chi tiết này nó cũng chỉ là ý kiến cá nhân của mình thôi. Mình thì mình thích cái lưỡi kiếm của mình nó có cái màu chrome, nó sẽ phản lại ánh sáng tốt hơn khi mà mình trưng bày với LED. Nhưng mà một số bạn thì có lẽ sẽ không thích cái màu chrome, cho nên là cái màu bạc này nó sẽ không phải là nhược điểm đối với các bạn. Còn đối với mình thì mình sẽ nghĩ rằng là bên phía Bandai hơi keo kiệt, tại vì kiếm của con PG Strike nó vẫn được mạ chrome hoàn chỉnh. Và đó là toàn bộ những cái ý kiến khách quan của mình. Và một lần nữa mình muốn nói rằng đây là một sự lựa chọn rất là an toàn dành cho những bạn nào fan của Double O và muốn đầu tư cho mình một con hàng tâm huyết. Mình biết là dạo gần đây mình review hàng tâm huyết hơi bị nhiều, cho nên là lần sau mình sẽ chuyển về dạng hàng bình thường để về lại gần với trái đất với anh em, chứ kiểu lên trời mãi như thế này cũng ngại lắm. Nói về lên trời thì chúng ta có Daddy rồi. Cho nên những bạn nào gặp khó khăn trong việc săn lùng bộ giáp clear của con PG XCA này thì mình nghĩ là bộ giáp bình thường, màu của nó có thể hòa với lại bộ frame tốt hơn, cho nên là các bạn sẽ không thấy rằng cái màu của bộ frame nó là một vấn đề lớn, cho nên là cũng không cần quá tiếc nuối khi mà hụt cái bộ giáp clear này đâu. Đánh giá cuối cùng mình đưa ra thì chắc chắn đây sẽ là một con 10/10 rồi, mặc dù vẫn còn một vài góc cạnh phải gọi là khá là keo kiệt đến từ phía của Bandai. Nhưng mà có thể nói rằng đây là một trong những con hàng phải gọi là gần đạt đến mức hoàn hảo nhất mà Bandai từng đưa ra thị trường. Và review đến đây là kết thúc. Hãy cân nhắc việc bấm đăng ký và bấm cái chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi bọn mình làm video mới. Hẹn gặp lại các bạn vào clip lần sau.